Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một thông tin mới nhất vừa cập nhật. Nói tới danh ca Lệ Thu qua đời vì Covid-19, con gái đính chính lại thông tin hé lộ tình hình là hiện tại. Sáng ngày 3 tháng 1, nhiều phương tiện truyền thông tại Việt Nam đưa tin nữ ca sĩ Lệ Thu đã qua đời vì Covid-19. Ngay lập tức, con gái của nữ ca sĩ đã lên là tiếng đính chính lại thông tin này. Và vừa qua thì tôi cũng là cập nhật được báo chí và gửi cho các bạn là thông tin về là cô là danh ca Lệ Thu qua đời. Nhưng sau đó tôi đã xóa cái clip đó đi rồi, vì là cô đã sống lại rồi, tức là thở lại rồi. Còn hiện tại thì như thế nào thì mời các bạn hãy lắng nghe chi tiết là đính chính lại cái câu chuyện này của con gái của danh ca Lệ Thu. Thì sáng ngày 3 tháng 1 theo giờ Việt Nam, nhiều nghệ sĩ tại Mỹ đồng loạt là thông tin danh ca Lệ Thu đã qua đời tại Mỹ. Trên trang cá nhân, ông Bầu Dũng là Tốt, chồng ca sĩ là Thu Phương, đã gửi lời chia buồn đến gia đình danh ca khi nhận tin là bà qua đời. Sau đó lần lượt những nghệ sĩ khác như là Quang Dũng, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đều đồng loạt đăng tải những thông tin này. Tuy nhiên, qua cuộc trao đổi với truyền thông, con gái danh ca Lệ Thu là cho biết bà hiện đã thở lại. Ban đầu danh ca Lệ Thu đã ngừng thở và được bác sĩ thông báo đã qua đời. Tuy nhiên, lúc sau bà đã thở lại. Đây là đính chính lại của là cô con gái. Thì hiện tại là các báo chí cũng đã đính chính lại hết toàn bộ. Trước đó thì bác sĩ có thông báo là danh ca Lệ Thu đã qua đời vì cô đã ngừng thở. Nhưng sau đó cô lại tiếp tục được thở lại. Đó, và con gái của danh ca cũng tiết lộ dù thở lại nhưng bà vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn là trong tình trạng rất là nguy kịch. Trước đó thì danh ca Lệ Thu nhập viện điều trị vì mắc là Covid-19 tại bệnh viện là California, Hoa Kỳ. Sức khỏe của bà yếu, phải cấp cứu trong phòng làm chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Do mắc bệnh lý nền là đường huyết tăng cao nên quá trình điều trị cho là danh ca gặp phải nhiều khó khăn. Ngay sau khi thông tin bà nằm viện là Covid-19, người hâm mộ đều cầu nguyện cho danh ca nhanh chóng bình phục. Danh ca Lệ Thu sinh năm 1943, tên thật là Bùi Thị Oanh. Bà được xem là một trong những giọng ca nổi tiếng của nền là tân nhạc Việt Nam, trở thành một ca sĩ quan trọng của các vũ trường lớn ở Sài Gòn trước khi sang Mỹ là khoảng năm 1980. Tiếng hát của danh ca Lệ Thu tuy không gắn là với một nhạc sĩ nào hết, nhưng bà là người trình bày rất thành công nhiều ca khúc của Phạm Duy, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Trường Sa, với hàng loạt ca khúc Hạ Trắng, Mùa Thu Chết, Nước Mắt Mùa Thu, Thu Hát Cho Người 10 Năm Tình Cũ. Vào năm 2017, danh ca Lệ Thu từng thực hiện đêm nhạc như là kỷ niệm cùng Tuấn Ngọc tại Việt Nam. Vâng, đây là thông tin đính chính lại là của con gái của danh ca là Lệ Thu, là bà đã thở lại rồi, chưa có qua đời. Nên tôi cũng đã xóa cái clip mà lúc nãy, lúc là sáng tôi có đăng cho các bạn rồi. Tại vì là các báo chí đều rầm rộ đăng tin là Lệ Thu đã qua đời nhưng bà đã sống lại. Thì cũng mong cho bà được trở lại mạnh khỏe. Đó là rất là mong. Không phải riêng tôi mà hầu như những người hâm mộ cũng như là các nghệ sĩ trong và ngoài nước đều cầu mong cho bà là sống lại sức khỏe bình thường. Vâng. Và tiếp theo đó là một thông tin về đám tang của Vân Quang Long tại Mỹ. Cái micro được đặt trong linh cữu. Chiếc micro được ca sĩ Hàn Thái Tú đặt trong linh cữu của Vân Quang Long để bản thân được sống mãi cùng đam mê âm nhạc. Thấy mà nghẹn ngào quá các bạn. Ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời vào ngày 28 tháng 12 giờ địa phương tại Mỹ
và đột quỵ khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và thương tiếc. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên gia đình đã quyết định hòa táng linh cữu của cố nghệ sĩ là ca sĩ tại Mỹ, sau đó mang tro cốt về Việt Nam. Theo đó, lễ nhập quan và phát tang theo giờ địa phương diễn ra lần lượt vào ngày là mùng 2 tháng 1, mùng 3 tháng 1 và ngày mùng 4 tháng 1. Lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 1. Địa điểm diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ Vân Quang Long là tại nhà Lạc Quảng ở thành phố là Louis, Mỹ. Ca sĩ Hàn Thế Tú cũng một số người bạn của Vân Quang Long và người thân sẽ lo liệu tang lễ. Vì tang lễ diễn ra trong thời điểm dịch bệnh diễn biến quá phức tạp nên khách đến viếng phải là mang khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn. Mới đây, Hàn Thái Tú đã chia sẻ những hình ảnh về không gian tang lễ của cựu thành viên 1088. Không gian được lo là liệu tươm tất. Đáng chú ý là Hàn Thái Tú đã đặt một chiếc micro vào linh cữu của người bạn thân như một cách để người bạn quá cố của mình sẽ luôn mang theo niềm đam mê âm nhạc. Lễ viếng của cố ca sĩ có sự tham gia của nhiều bạn bè, đồng nghiệp tại hải ngoại. Trong đám tang, ca sĩ Hàn Thế Tú tâm sự, Long là người thích, là tính cách rất là hiền, dễ thương và thật thà. Chúng tôi là anh em của Long nên cũng rất là thật, không giấu giếm gì hết. Vì thế, chúng tôi mới nói thẳng về nghề nghiệp cực nhọc của Long bên này. Nhiều lúc tôi và Long hay nói chuyện ban đêm với nhau, tôi luôn động viên Long ráng làm để về quê dưỡng già, xây dựng khu du lịch đón tiếp anh em. Nguyện vọng đó giờ đã không thành rồi. Rất là xúc động. Hiện nay thì lễ viếng ở bên Mỹ, ngay trong khuôn viên mà đứng để mà làm đám tang cho là nghệ sĩ, ca sĩ Vân Quang Long, chỉ có 25 người đứng ở đó thôi, không được là tập trung đông. Tại vì tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ rất là phức tạp và rất là khủng khiếp các bạn ạ. Căn bệnh này nó càng ngày nó càng lây nhiễm tốc độ rất là kinh khủng, là đó là những cái con virus là bây giờ nó biến thể. Và cũng mong sao trong năm 2021 này là cái bệnh dịch này nó sẽ bị dập tắt đi, để cho tất cả mọi đồng bào người dân trên toàn thế giới được sống yên ổn. Cái tình trạng này rất là nguy hiểm. Và cùng cầu chúc cho là ca sĩ danh ca Lệ Thu được tai qua nạn khỏi. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Và tôi sẽ cố gắng cập nhật những thông tin nhanh và nóng nhất để kịp thời gửi tới quý vị và các bạn những là thông tin chính xác trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.